Ai khắc thiên kiều? Anh Chu Sa. Tại sao em khóc? Ủa, họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi, họ là ai? Tại sao lại khóc? Em không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nghĩa là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi. Anh có còn gì nữa trong đời? Mình đã một thời chẳng yêu, trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra từ bao lâu rồi, cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng cứ lặng câm theo ngày tháng lặng lùng. Anh muốn nói với một người, là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trên yên giàu hiểm ra mới chưa bao giờ biết sợ, nhưng sao bỗng nhiên nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn ánh mây trôi lòng cũng sắt sẽ lòng dũng tướng chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện tình yêu. Chu Sa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ thì chắc anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời đau kiếm xóa tóc mây tổ má thắm môi hồng. Ai khắc thiên kiều? Có phải em định đoán anh nguyện tề hẹn ước? Không, người ta vẫn hững hờ xem em là kẻ lạ người. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa làng, thì còn niềm đau đớn nào hơn? Gần gũi tóc gan mà như vàng ly quang sáng, tình cảm đến nơi tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió, lòng như lòng bão đồng tơi bời. Thiên kiều ơi, sẽ chiều nay bỗng nhiên anh lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý nhất.
yếu, một mai giữa xa trường anh gục.